Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thúy Nga xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Nhà trừ quỷ dòng Đa Minh cảnh báo, bị cám dỗ nguy hiểm và xảy ra thường hơn bị quỷ nhập. Kính thưa quý vị và anh chị em, quỷ nhập như ta thấy trong các phim của Hollywood là những biểu hiện đầy kịch tính của ma quỷ. Tuy nhiên, đó không phải là phương pháp chủ yếu của chúng. Một linh mục dòng Đa Minh và cũng là một nhà trừ quỷ đã cảnh báo rằng mối đe dọa lớn hơn và phổ biến hơn đối với phần rỗi của một người là các chước cám dỗ phạm tội của ma quỷ. Các biểu hiện thường gặp nhất của ma quỷ là chước cám dỗ. Điều đó xảy ra nhiều hơn đáng kể so với tình trạng quỷ nhập. Cha Sean DeMai, dòng Đa Minh, nói với thông tấn xã CNA. Với kinh nghiệm trong hơn 25 năm, vị chuyên gia trừ quỷ giải thích rằng quỷ nhập không phải là một mối đe dọa tinh thần như các chước cám dỗ. Một người bị quỷ ám vẫn có thể có những tiến bộ tâm linh phi thường và thậm chí một ngày nào đó có thể là một thánh nhân. Lý do là vì thông thường quỷ nhập vào cơ thể của một người không có sự đồng thuận của người đó. Vì thế, việc bị quỷ nhập tự nó không làm cho nạn nhân trở nên đáng bị chê trách về mặt đạo đức. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta không được đánh giá thấp tầm nguy hiểm của chước cám dỗ. Nó không đầy kịch tính như trong trường hợp quỷ nhập, nhưng nó nguy hiểm hơn nhiều cho linh hồn chúng ta. Cha DeMai đặc biệt nhắc đến một chước cám dỗ có liên quan đến thời đại kỹ thuật số của chúng ta. Một nghiên cứu mới của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình, gọi tắt là FRC, việc xem các nội dung khiêu dâm trên mạng lưới toàn cầu đang có khuynh hướng gia tăng ở mức chóng mặt. Việc xem những nội dung này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nhà nghiên cứu Patrick Fagan viết, sử dụng nội dung khiêu dâm là một con đường dẫn đến sự không trung thủy và ly dị. Và lưu ý rằng, những người đàn ông đã kết hôn xem phim khiêu dâm trở nên vô cảm với vợ và mất hứng thú với gia đình. Nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng nội dung khiêu dâm gây nghiện và các nhà khoa học thần kinh bắt đầu lập bản đồ cơ chế sinh học của chứng nghiện này. Người dùng thường xuyên có xu hướng bị cuốn hút vào nội dung khiêu dâm, quyến luyến với tội lỗi và khi việc sử dụng của họ tăng lên, họ tìm kiếm nhiều hình thức kích thích thị giác hơn. Việc sử dụng nội dung khiêu dâm có liên quan mạnh mẽ đến các tội phạm tình dục, bao gồm cưỡng hiếp và lạm dụng trẻ em. Cha DeMai khích lệ rằng chống lại trước cám dỗ là điều đơn giản, mặc dù có thể không phải luôn luôn là dễ dàng. Bạn phải tránh xa diệt tội và tất nhiên bạn phải có một đời sống Kitô sâu đậm. Nghĩa là bạn phải cầu nguyện, bạn phải cố gắng cư xử đúng đắn và yêu thương những người bạn gặp mỗi ngày cũng như những người mà bạn đang sống chung với họ. Cha DeMai cho biết hình thức phổ biến nhất tiếp theo của mánh khóe ma quỷ là tình trạng trầm cảm, xuống tinh thần. Trên đường đời, ai trong chúng ta đôi khi cũng gặp phải nhiều vấn đề, có thể là vấn đề sức khỏe, kinh doanh hoặc gia đình. Nhiều vấn đề không thể giải thích được bằng những nguyên nhân tự nhiên. Nếu nguyên nhân của những hiện tượng ấy là do ma quỷ phá phách, những vấn đề này được gọi là preternatural hay phi phạm, và có thể phải cần đến sự hỗ trợ của nhà trừ quỷ. Cha DeMai cho biết, đây là hành động phi thường phổ biến nhất của ma quỷ, trong khi chước cám dỗ được coi là một hành động bình thường của quỷ. Ngài cảnh báo rằng,
chúng ta không nên vội vã kết luận những vấn đề để thể chức hoặc đau khổ là do ma quỷ phá phách, bởi vì rất thường là những vấn đề ấy có thể lý giải bởi các nguyên nhân tự nhiên. Nếu ai đó đã đi khám bác sĩ hoặc gặp một tâm lý gia mà vẫn không tìm được lời giải thích tự nhiên nào, thì họ mới nên tìm đến một chuyên gia trừ quỷ. Đó là lý do khi một người đến và yêu cầu trợ giúp một vấn đề cụ thể, điều đầu tiên nhà trừ quỷ phải hỏi là: anh chị có gặp bác sĩ chưa? Jadermai là người Canada trong vùng nói tiếng Pháp. Ngài đã sống ở Italia một thời gian ngắn trước khi được thụ phong linh mục vào năm 1979. Từ khi trở thành một nhà trừ tà vào năm 1994, Ngài phục vụ trong Tổng giáo phận Ancona Osimo của Ý. Ngài đã nói chuyện về cuộc đời của một chuyên gia trừ quỷ trong khóa học thứ 14 về trừ tà và những lời cầu nguyện giải thoát, được tổ chức bởi Đại học Giáo hoàng Nữ vương các Thánh Tông đồ và tổ chức GRIS, nhóm thông tin và nghiên cứu về xã hội tôn giáo. Khóa học kéo dài một tuần, được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, không nhắm vào đào tạo các nhà trừ quỷ mới, nhưng được thiết kế để cung cấp những thông tin tổng quát cho các linh mục và giáo dân về trừ tà là gì và các chủ đề liên quan. Chadermai nói rằng nhiều giáo dân tham dự khóa học theo yêu cầu của các giám mục của họ để họ có kiến thức nhằm hỗ trợ tốt hơn và cho các linh mục trừ tà. Chadermai nói với CNN rằng bài thuyết trình của ngài trong dịp này cũng đề cập đến một số những sai lầm phổ biến của một số nhà trừ quỷ. Tiêu biểu là sự nhầm lẫn giữa các hiện tượng phi phàm do quỷ gây ra với các biểu hiện của đặc sủng siêu nhiên xuất phát từ Thiên Chúa. Có một sự khác biệt rất quan trọng. Chúng ta có bản tính con người và không thể biết những gì mà không thông qua các giác quan của chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để hoạt động theo một cách nhất định. Nếu bạn có những nhận thức ngoại cảm, tức là extrasensorial perceptions, và những thứ đại loại như thế, và chúng không nhằm trợ giúp hay kích hoạt một thành quả siêu nhiên, thì những điều đó không thể đến từ Thiên Chúa. Những người có những nhận thức như thế thường được mô tả là những đồng cốt, tức là mediums trong nền văn hóa thế tục. Theo cha Demai, những loại ngoại cảm hay những biểu hiện phi phàm như thế có thể là một nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề cho con người. Và do đó, họ cần đến sự giúp đỡ của một chuyên gia trừ quỷ. Vị linh mục nhận định rằng, việc tổ chức các khóa học về trừ tà cho các linh mục và giáo dân được lựa chọn có một giá trị văn hóa, vì trừ tà thường là một chủ đề bí ẩn. Vì vậy, điều quan trọng là nhận thức chính xác về trừ tà nên được phổ biến trong xã hội. Hầu hết những người đến đây không nhất thiết phải có ý định trở thành một nhà trừ quỷ, nhưng trên hết là muốn hiểu rõ vấn đề, Ngài nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thương quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.